Xin đa tạ công nương đã có lòng lo lắng, nhưng thần không muốn làm người phụ bạc. Tấu chúa thượng, thần xin nhận kiếm để tự xử. Nhận kiếm mà, nhà ngươi không ân hận chứ? Muốn tâu bằng một thái độ bình tâm và chọn lựa để sống không cay đảo làm người thì thần không bao giờ ân hận. Nhưng nếu được phép nói thì thần xin thành thật tỏ bày là giờ này thần đáng vô cùng căm hận người xưa. Tại sao vậy? Muốn tâu độc giảng quyển tâm kinh, thần không thấy người xưa quay khen chuyện ngu khởi sắc tê cầu tương, mà lại chỉ hết lời ca ngợi an anh khinh thường quý dù. Để vẹn tình yêu với người vợ hiền tâm bằng khi thời xuân sắc đã lo lắng, nhưng thần không muốn làm người phụ bạc. Tấu chúa thượng, thần xin nhận kiếm để tự xử. Nhận kiếm mà, nhà ngươi không ân hận chứ?